Xin chào anh em, lại là mình Kiệt ra bơ lắc đây. Hôm nay sẽ là một bản fix lắc ra bơ lắc lắc đồ họa nhanh nhé. Trước khi tải fan anh em hãy cho mình xin một like sub comment nhé. Ở phiên bản này chức năng nó cũng không khác gì mấy bạn khác là xóa nền, xóa 100% hiệu ứng, xóa sóng biển và mấy cái lặt vặt nữa nhé.